Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Liễu để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đây quý vị ơi. Đây là hàng nóng mới vừa tới đây quý vị. Làm xong là quay giới thiệu liền cho quý vị đây ha. Để quá xa để quý vị. Này hoành bự nữa. Đó, đặt để luôn. Đang đứng ngoài nắng đợi mình đây. Chào em. Dạ xin chào anh Tấn, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em về lô mai Giảo Tân Châu ạ. Địa chỉ shop em là ở ấp Nhân Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 070-635-4223. Rồi em vô mã đầu tiên, mã số 1 ạ. À, mã số 1 đây quý vị. Dạ rồi, hoành là 21. Bầu là 53. Đó, em này cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm lấy 1m5 ha. Ở ngoài thì nó cao hơn, rộng hơn. Nhưng mà cái trong clip mình báo chú vị ở tầm đó ha. Đây, thân cành bẻ lắc đẹp luôn. Đều, tay cành tứ diện ha. Đó. Bẻ đều luôn. Để quá xa đế à, quý vị ơi. Đặt bầu luôn nè. Đó. Đặt luôn. Tiếp luôn. Để đặt bầu luôn. Quá dữ ha. À, giao lưu như đêm. Dạ rồi, mã số 1 này em giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, 2,2 triệu nha quý vị. Em lên mã số 2 luôn. Mã số 2, là còn bự hơn nữa quý vị ơi. Dạ rồi, hoành là 24. Bầu là 52. Rồi. Em này ngang tầm khoảng là 1m6 quý vị ơi. Còn cao. Cao thực tế ở ngoài thì nó cũng khoảng tầm là 2m nha quý vị. Nhưng khi ship cho quý vị ở toàn quốc thì xin hạ đọt xuống một xíu. Đó, còn ở gần gần thì để nguyên chiều cao với tán ngang thế này nha quý vị. Cái này ở ngoài bự lắm. Đây. Này hàng whip nha quý vị. Quý vị xem nghiên cứu kỹ em này nha. Từ co lắc thân cành. Đặt cái trần này ha. Đó. Whip đây. Đế luôn. Đấy, đặt luôn nha quý vị. Chống chịu còn lực luôn ha. Đó, nguyên bệ luôn. Đây, đặt đế luôn. Rồi, cái này whip nè. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 2 này em giao lưu là 2,8 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, 2,8 triệu là cái đẹp quá. Em lên mã số 3 luôn. Rồi, mã số 3. Đó rồi, hoành là 24. Bầu là 52. Đó, hôm nay cao lấy 1m7 luôn quý vị ơi. Tán ngang lấy 1m4. Nắng quá nắng quý vị ơi. Đó, tài cành đây. Nắng chang chang luôn ha. Rồi, để đây. Đó, để nè, nguyên khối luôn ha quý vị. Để lực luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ rồi, mã số 3 này em giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên mã số 4 luôn. Rồi, số 4 tông cao nữa đây quý vị ơi. Rồi, nặng kinh. Dạ rồi, hoành là 22. 2 hoành. Bầu là 45. Rồi, hôm nay cao lấy 1m7 quý vị ơi. Tán ngang khoảng tầm 1m3 nha quý vị. Thân cành đây. Khích nha, sàn sát luôn nè. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, xe luôn. Để con qua xa để ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã số 4 em giao lưu 1,8 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,8 triệu. Rồi, em lên mã số 5 luôn. Số 5. Dạ rồi, hoành là 23. Bầu là 54. Rồi, tán ngang khoảng 1m4. Cao tầm khoảng 1m6 nha quý vị. Đây, thân cành bẻ lắc. Thằng xòe đẹp. Thằng xòe quý vị. Xuyên cành rất là lực ha. Rồi cũng báo cho quý vị là một cái tay cành đây chắc có sự cố gì nước ha, bó lại ha, giữ lại cho quý vị ha.
Mình nhìn thì thấy không có gì ha, nhưng mà chắc có gì đó. Mới bỏ lại ha, còn để đây quý vị ơi, để quá dữ ha, đặt bầu luôn. Quá ha, để nè, quá. Đặt kẹo luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, mã số 5 này em giao lưu là 2 triệu 2 à, em rồi. Bao ship toàn quát luôn. 2 triệu 2. Rồi, em lên mã số 6 luôn. 6 luôn. Phải xong này chặt trái cái đầu quá ha. Dạ rồi, hoành là 20 rưỡi. Bầu là 43. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m2, cao khoảng 1m3 đến 1m4 á quý vị ơi. Quý vị xem kỹ nha, thân cành rất lực ha, bỏ đều luôn, để đây, để đặt luôn đây. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 6 này em giao lưu là 1 triệu rưỡi, em bao ship toàn quát luôn ạ. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, lên mã số 7 luôn. Số 7 đây. Hoành là 20. Bầu là 46. Rồi, này cao lấy 1m4 quý vị ơi. Tán ngang thì tầm 1m2 ha. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 7 này em giao lưu 1 triệu 3 à, em bao ship toàn quát luôn. Rồi, xuống cao luôn. Rồi, em lên 3. Mã số 8 luôn. 8. Quá nặng. Hoành là 18. Bầu là 42. Rồi, cao khoảng 1m7 quý vị ơi. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m3 nhưng không quý vị. Cành đặc kẹo luôn. Quá đặc luôn ha. Rồi, xuống đế luôn. Nguyên khối luôn. Nó đặt kẹo luôn. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 8 này em giao lưu 1 triệu rưỡi à, em bao ship toàn quát luôn ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị ơi. Dạ rồi, em lên mã số 9 luôn. Rồi, mã số 9. Hoành là 20. Bầu là 45. Rồi, em này cao lấy 1m7 rồi quý vị ơi. Tán ngang em này còn gọn khoảng tầm chắc ngoài 1m nha quý vị. Cành cũng đều ha. Rồi, để luôn. Rồi, xê luôn. Đắp vòng luôn rồi. Quý vị ngắm nghĩ kỹ nha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 9 em giao lưu 1 triệu 4 rồi, em bao ship toàn quát luôn. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, em lên mã số 10. Rồi đây, một em bự đây, bự chảng luôn. Để cũng giữ nhiều vậy, để đặt bầu dưới luôn quý vị. Dạ rồi, hoành là 25, em đo cao trên đây, tại dưới đây, mắc ở dưới cái bộ đế, em rồi, đo không giữ, được. Giữ thứ ha. Đây. Rồi, đo ngay đó là 25. Dạ, phải đây ra mắt đắt. Đây, đây nếu mà đo đây thì mắt cái nhánh bên này. Rồi, đó tới đó 25. Dạ rồi. Rồi. Đâu là 46. Rồi, sẵn đó mình quay đế trước luôn quý vị. Đây. Đấy ha, đặt cái bầu luôn ha. Đó. Đặt luôn quý vị ơi. 25 hoành nha quý vị, hoành bự nha. Đế đặt rồi thân cành đây. Cành cũng đặt kẹo luôn ha, quá đặc luôn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi, mã số 10 này em giao lưu 1,8 triệu mà em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,8 triệu quý vị. Rồi, em lên mã 11 luôn. Rồi, mã 11 luôn. Hoành là 23. Bầu là 43. Rồi, cao lấy 1m7. Tán ngang thì em này khoảng tầm 1m3 nha quý vị. Đây đầu chủ đây. Vậy ngắm cái thân cành luôn ha. Rồi để luôn quý vị ơi, để con nồi cứng bầu luôn.
Giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã số 11 này em giao lưu 1,5 triệu à. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã 12 luôn. Rồi 12 đây. Hoành là 20, bầu là 43. Rồi hôm nay cao lấy 1,7 luôn nha quý vị ơi. Tán ngang hôm nay chắc khoảng tầm 1,3 ha. Rồi đọt chủ đây, thân cành luôn. Nghe ngắm nghĩa kỹ nha quý vị. Đặt máy rất là lâu nè. Đó. Rồi để luôn một khối đế nữa đây rồi quý vị. Để đỏ ao ha. Đặt kẹo trên ha. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi mã 12 này em giao lưu 1,4 triệu rồi. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1,4 triệu. Rồi em lên mã 13. Rồi 13 đây rồi quý vị. Hoành là 17, bầu là 40. Rồi em này cao lấy 1,4 đi quý vị ơi. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1,1 m ha. Cành luôn. Từ từ xuống đây. Dù trời rất là nắng. Phải quay kỹ chậm rãi cho quý vị xem ha. Đó, quý vị xem quý vị thấy thích bấm cho mình một like nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Rồi ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Liễu nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi mã 13 này em giao lưu là 900 ngàn à. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống rồi, cây luôn. Em lên 900. Mã 14 luôn. 14 đây. Hoành là 19, bầu là 46. Rồi em này cao lấy 1,6 m quý vị ơi. Tán ngang thì chắc khoảng tầm là 1,1 m ha. Rồi xuống cạnh luôn. Từ trên ra xuống. Chị quan sát kỹ nha. Đây là một khối nha quý vị. Kính bầu luôn đây ha. Đó, đặt ở trên. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ rồi, mã 14 em giao lưu 1 triệu rồi. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1 triệu. Rồi, em lên mã 15. Rồi, 15 quý vị. Hoành là 21, bầu là 41. Rồi, hôm nay cao khoảng tầm 1,2 m. Tán ngang thì chắc khoảng tầm 1,1 m nha quý vị. Chân cành chè này cành cũng lực quá đây quý vị. Để dưới này một khối luôn quý vị ơi. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi mã 15 này em giao lưu 1 triệu rồi. Em bao ship toàn quốc luôn à. Rồi 1 triệu. Rồi em lên mã 16. 16 đây. Hoành là 16 á. Bao là 37. Rồi hôm nay cao tầm khoảng là 1,6 m. Tán ngang lấy gọn gọn 1 m nha quý vị. Cành cũng đều quá đây quý vị. Bỏ đều trên đây ha. Rồi để luôn. Tiếp luôn. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi mã 16 em giao lưu là 800 ngàn à. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 800. Em lên mã 17 luôn. 17 đây quý vị. Hoành là 18, bầu là 40. Rồi em này cao lấy 1,5 m nha quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 1 m đi ha. Rồi xương cành lên quý vị. Rồi để luôn quý vị ơi. Một khối đây. Rồi mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi mã 17 này em giao lưu là 900 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 900. Em lên mã 18 luôn. 18 đây. Xương lực để cũng một bể luôn. Hoành 20, bầu 48. Rồi hôm nay cao tầm khoảng là 1,5 m nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 1,3 m. 3 báo lấy 1,2 m cho chắc nha quý vị. Ngang báo lấy 1,2 m ha, cho chắc. Xương cành đều luôn nè. Lực không ha. Đó. Xương lực. Còn để đây. Để thì nguyên cái khối luôn nè.
Đây đặt hết trơn luôn, chống chịu trước có luôn ha, nhóc luôn ha quý vị. Bị lưng thì khỏi nói rồi ha, quá đặc luôn. Rồi vô luôn như đem. Dạ rồi, mã 18 em giao luôn 1.3 triệu, em bao ship toàn rồi, quốc luôn. 1.3 được cái mai đẹp luôn. Em lên mã 19 luôn. Đây 19 đây, cũng cao cao đây quý vị. Dạ rồi, hoành là 20, bầu là 44. Đó em này cao lấy 1m6 nhưng ai quý vị, tán ngang lấy 1m2. Cành đều lắm. Đó, tứ diện ha. Em này cũng có một cái nhánh đang bó lại cho quý vị ha, giữ lại phần cành này cho quý vị ha. Nó chắc có sự cố gì đó. Bó vậy mốt nó lẹ lạnh không quý vị. Rồi để luôn. Để này nguyên khối luôn quý vị nè. Đặt để luôn ha. Rồi giao luôn như đem. Dạ rồi, mã 19 em giao luôn 1.5 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1.5 triệu. Rồi em lên mã 20. Rồi giao luôn, tông cao luôn. Dạ rồi, hoành là 19, bầu là 42. Rồi em này cao lấy 1m7 rồi quý vị ơi, tán ngang lấy khoảng tầm 1m1 ha. Rồi đọc chủ đây. Này cái co lắc đẹp quá quý vị. Tay cành thì dư sức cho quý vị luôn. Vì tay cành nào dư gì cắt bỏ bớt ha, cành đặc luôn, dư cành luôn chỗ gì luôn. Rồi để luôn. Đó, nguyên một khối luôn nè quý vị, khối ha, đặt kẹo ha. Đó, nguyên khối để luôn. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ rồi, mã 20 này em giao luôn 1.3 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. 1.3 triệu. Rồi em lên mã 21 luôn. 21 luôn, có nguyên khối đế dữ luôn. Quanh 19, bầu 40. Rồi em này cao khoảng 1m6 nha quý vị, tán ngang khoảng tầm 1m1 ha. Xương cành xòe đều tứ diện luôn, co lắc đẹp luôn. Co lắc đẹp luôn nè quý vị, tay cành đều luôn ha. Rồi để đây, để đặt đế luôn. Đó, nhìn vô thấy toàn là đế không luôn ha. Quá xa đế quý vị ơi. Em này là đế đẹp nè, thân cành tay cành thì đẹp luôn ha. Giao luôn nhiêu em? Dạ rồi, mã 21 em giao luôn 1.4 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1.4 triệu. Rồi lên mã 22 luôn. Rồi 22 đây, hoành là 19, bầu là 41. Rồi cao hôm nay lấy 1m6 nha quý vị, tán ngang lấy 1m2. Rồi thân cành quý vị. Rồi chú đế nha quý vị. Để đỏ ao đặt kẹo. Đó, xây xây tiếp luôn. Rồi giao luôn như đem. Dạ rồi, mã 22 này em giao lưu 1.2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi giá yêu thương luôn. Rồi lên mã 23 luôn. 23 đây, hoành là 18, bầu là 40. Rồi em này cao lấy 1m7 nha quý vị, tán ngang này lấy gọn gọn lấy 1m ha. Hắn đổ lỗ luôn quý vị. Quá wow, sao năng quý vị ra thấy thương xót quý vị, chúc nhiều nhiều ủng hộ ha. Rồi, cảm ơn quý vị mình rất là nhiều như quý vị. Rồi quý vị tiếp tục xem đế đây, để đặt luôn ha. Đó, đặt đế luôn. Rồi giao luôn như đêm. Dạ rồi, mã 23 này em giao lưu là 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, rồi em lên mã 24 luôn. 24 đây, đây tăng tròn tròn lùng lùng đây. Dạ rồi, hoành là 19 rưỡi, bầu là 45. Rồi em này cao chắc khoảng 1m1 đây quý vị, tán ngang lấy 1m1 luôn. Đang tròn tròn nè, tán cành xe đẹp luôn. Đó, cành xe đẹp luôn. Đó, xe đẹp quá quý vị. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Đế này nguyên khối cũng đặc lắm đây quý vị.
kính mít ha. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Dạ rồi mã 24 em giao lưu 1.000.000, em bao ship toàn quốc luôn à, là cũng là mã cuối của clip luôn à. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ shop em, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau luôn.